ta ra lấy cái bông đực, ta lấy cái bông đực rồi ta bỏ bỏ hết cái cánh hoa của nó, bỏ hết cánh hoa của nó. Cánh hoa ở đây ta thấy cái phần nhị nhị của nó nè, ta lấy cái nhị này nè, ta chấm vô cái bông cái, ta chấm vô cái bông cái ha. Thì để làm được cái chuyện này á, thì mọi người làm vào buổi sáng, buổi sáng sớm mới được ha, buổi chiều ta làm không được. Tại là buổi chiều á thì bông nó bị ốp lại, chúng ta là không làm được nha. Đó, chúng ta sẽ chấm vô như thế. Để đây mình có một cái bông cái mình mới vừa thụ phấn đó, thì mọi người hãy theo dõi sự phát triển của cái trái dưa leo mà thụ phấn theo cách này ha. Mang ra thụ phấn, ốp cái bông đực lên.